Xin chào các bạn, quay lại video hướng dẫn học phần mềm CorelDRAW X7. Thì tiếp theo cái video trước thì chúng ta sẽ học tiếp tới phần cắt copy dán và undo redo, nhập xuất các file. Đây chúng ta tới nhánh phụ số 2 đây. Rồi đầu tiên chúng ta mở cái phần mềm CorelDRAW lên. Đây tôi nhấp đôi chuột. Rồi phần mềm chúng ta đây. Đây là cái trang trống ban đầu. Thì cái trang, xin lỗi, cái trang này trang khởi động ban đầu. Ta mở lại cái file chúng ta đã lưu trước. Thì bạn nhấn file đây, bạn chọn vào cái chữ open đây ha. Rồi hoặc cái là một cách. Còn cái cách thứ hai bạn có thể nhấp vào trên đây. Tôi xin nhắc lại cái view trước. Thì bạn có thể vào nhấn new, đây là tạo mới nè. Nhấn vào cái nút, đây là cái nút nhanh á, nút nhanh có sẵn trên cái thanh menu này. Bạn nhấp vào đây ha. Đây open cũng là mở ha. Đây là cách thứ hai. Rồi bạn chọn tới cái đường dẫn bạn đã lưu cái file. Đây, cái video trước tôi đã lưu cái tên bài tập 1 đây. Rồi, bạn nhấn chữ Open. Rồi, tôi vừa mở một cái file cũ của tôi có tên là bài tập 01 đây. Còn cái màn hình này bạn có thể tắt bỏ, bạn nhấn vào cái chữ X ha. Chữ X bên đây góc phải đi ha. Rồi, để tôi tắt. Video này chúng ta sẽ học cách copy, cắt dán cái đối tượng đây. Thì đầu tiên thì các bạn có thể giả sử đại một cái đối tượng nào đó. Thì bạn click vào cái nút công cụ này ha. Thì bạn chưa cần biết nó là gì đâu, bạn cứ click đại vô cái hình vòng tròn này ha. Rồi bạn click chuột trái, giữ trái không buông. Rồi bạn buông chuột ra, bạn thấy chưa. Sau đó bạn di chuyển qua cái thanh màu nào, bạn nhấp vào cái màu nào tùy cũng được, nhấp chuột trái nha. Nhấp chuột trái vào cái màu nào tùy, thì sẽ nhấp vào này đi. Rồi màu vàng. Rồi các bạn có thể chọn cái dấu mũi tên này ha. Dấu mũi tên này, đây bạn click vào đây. Đây bạn chọn đối tượng. Trường hợp mà lỡ mà bạn nhấp ra ngoài á thì bạn mất tiêu, bạn không có chọn được đối tượng, thì bạn click cái dấu mũi tên này ha, để bạn chọn vô cái hình vòng tròn này, là bạn có khi vòng tròn này có hiện qua cái chính cái nút tròn tròn bao quanh cái dấu đối tượng nè, chính cái ô vuông bao quanh đối tượng là bạn đã chọn đúng cái đối tượng đó rồi. Rồi sau khi tôi chọn rồi, tôi thực hiện thao tác là cắt giống như là Word Excel chúng ta cắt copy dán vậy thôi. Bạn có thể sử dụng phím tắt cũng tương tự vậy. Ctrl C là để copy, Ctrl X là để cắt, Ctrl V là để dán. Tôi sẽ thực hiện bằng thao tác phím tắt trước cho các bạn xem. Chứ đầu tiên là chúng ta phải chọn đối tượng ha. Rồi bạn chọn đối tượng bằng cách này tôi đã hướng dẫn rồi, nhấp mũi tên đây, bạn click vô đối tượng này, sau bạn click vô đối tượng là chúng ta đã chọn đối tượng. Nguyên tắc đầu tiên khi chúng ta thực hiện bất kỳ thao tác gì, chúng ta phải chọn đối tượng. Rồi tôi sẽ thực hiện phím tắt đây, tôi sẽ copy bằng phím tắt Ctrl C cho bạn thử nha. Rồi Ctrl C, tôi đã nhấn Ctrl C rồi đó. Rồi tôi sẽ nhấn thử một cái phím tắt Ctrl V, bạn sẽ thấy ha. Rồi các bạn chưa, tôi đã nhấn rồi đó, nhưng mà nó sẽ copy chồng lên, các bạn không thấy rồi, bạn phải click chuột trái vô đối tượng, bạn kéo ra thấy chưa, nó đã ra hai cái rồi đó, tôi đã copy chồng lên nhưng mà các bạn chưa thấy, bạn phải kéo ra, thấy chưa. Rồi trường hợp tôi thực hiện thao tác là cắt đi, khi tôi chọn cắt thì nó sẽ mất đối tượng chứ nó không như copy, nên Ctrl X là chúng ta cắt đối tượng, Ctrl X, bạn thấy chưa, đối tượng ta đã mất rồi, tôi đã thực hiện cắt rồi đó. Rồi sau đó tôi sẽ nhấn Ctrl V để dán đối tượng. Đây Ctrl V, thấy chưa, tôi đã dán lại đối tượng rồi đó. Rồi thì bạn có thể sử dụng phím tắt hoặc là bạn cũng có thể sử dụng cái các nút đây. Đầu tiên các bạn chọn lại đối tượng. Rồi các bạn nhìn chuột tôi đây ha, tôi đang di chuyển tới hình cái kéo đây. Cái kéo đây là phím Ctrl X là cắt đó, tôi sẽ cắt cho bạn xem thử. Rồi khi tôi nhấp cái hình cái kéo thì cái đối tượng mất tiêu rồi. Rồi bắt đầu tôi mới dán đối tượng lại, bạn di chuyển tới cái nút đây, cái nút này có chữ paste. Ha, mở ngoặc ra nó kế bên để chữ Ctrl V là chúng ta phím tắt đó. Tôi click vào đây ha, tôi click thử. Thấy chưa, tôi mới vừa nhấn dán đối tượng. Rồi tôi sẽ thực hiện thêm một cái thao tác là copy. Tôi chọn đối tượng, sau đó tôi chọn vô cái chữ copy. Bạn thấy chưa, đây là nút copy, nhấp copy. Rồi sau đó tôi sẽ nhấn vào cái nút bên cạnh là cái nút paste, nút dán. Rồi tôi đã dán rồi đó, nhưng mà do nó nằm chồng lên đối tượng cũ các bạn sẽ không nhận ra. Khi bạn kéo cái đối tượng bằng ray ra thì mới thấy là hai đối tượng khác nhau, thấy chưa? Nên hai đối tượng khác nhau, độc lập với nhau. Rồi tiếp tục, cái đây là cái, xin nói với giới thiệu các bạn luôn, đây là cái dòng thứ hai, dòng đầu là dòng menu, còn cái dòng thứ hai là cái dòng thể hiện các phím tắt, các cái thanh chức năng mà bạn thao tác nhanh đó, nó thường sử dụng đó, thì nó sẽ để nằm ở đây. Giả sử như là tạo mới, lưu, save, in, cắt, copy, dán. Undo, redo. Undo nghĩa là chúng ta quay vào thao tác vừa làm đó. Tôi sẽ nhấp vào nút undo ha, tương tự như phần mềm Word thôi. Ta nhấn vào nút undo, chúng ta sẽ quay lại thao tác chúng ta vừa làm copy đó. Ta nhấn thử nha.
Anh thấy chưa? Tôi vừa nhắn lại là cái tôi undo là quay lại thao tác tôi vừa copy đó. Tôi nhắn thêm cái nữa. Thấy chưa? Rồi bạn cứ nhắn undo hoài đi. Thì nó sẽ quay lại thao tác trước bạn vừa làm, nó cứ quay lại tiếp tục mỗi lần nhấp chuột thì nó sẽ quay lại một thao tác. Rồi khi bạn nhấn chữ redo thì nó sẽ quay về phía trước lại cái thao tác. Nó quay về phía trước ha, bạn thấy nè, redo đây. Nó redo cũng như cái phần mềm Word vậy đó. Bạn thấy chưa? Undo cũng như là quay về trước, còn redo là quay về phía sau này ha. Rồi, tiếp tục. Cái nút này là nút gì? Cái nút này là nút import, nghe bạn thấy nhập file. Trường hợp tôi có thể nhập một ảnh. Có nghĩa là sao? Nghĩa là tôi muốn chèn một tấm ảnh vô trong cái file của tôi á, file Corel tôi á. Thì tôi nhấp vào đây thử ha. Rồi. Tôi chọn cái đường link tới cái ảnh tôi, giả thử cái ảnh tôi là file này đi ha. Đặt tên file hot girl 01 đây, tôi nhấn import, bạn thấy điều gì xảy ra ha. Rồi nó sẽ chưa có hình gì hết. Nó sẽ đại hiện cái dấu giống như là cái góc vuông của các bạn đây nè, bạn thấy chưa? Trên màn hình tôi cái con chuột tôi biến thành góc vuông. Bạn phải lít chuột trái, sau đó bạn kéo rê chuột, lít chuột trái và giữ chuột trái không buông ha. Lít chuột trái và giữ chuột trái không buông và bạn kéo rê chuột. Nó định cái hình dạng của hình ảnh bạn chèn vào. Tôi buông chuột ra nha. Rồi bạn thấy chưa? Khi chúng ta buông chuột ra thì cái ảnh nó mới xuất hiện. Ta vừa thực hiện thao tác là chèn ảnh vào trong cái file Corel và chúng ta kéo rê chuột để định cái kích thước của cái tấm ảnh đó. Chúng ta vừa thực hiện thao tác import. Import là cái nút này đây ha, nút hình mũi tên nó chỉ vô đây ha, nghĩa là chúng ta vừa nhập cái file đó. Rồi tiếp tục, kế bên lúc này có cái nút gì export, nghĩa là sao? Export giống như là xuất file ra, có nghĩa là cái file Corel chúng ta đã thao tác xong các nội dung. Bây giờ chúng ta muốn kết xuất cái nội dung chúng ta ra thì chúng ta có thể kết xuất cái file Corel cũng được, file ảnh cũng được, file PDF được, file gì cũng được. Tôi sẽ nhấp thử cho bạn xem ha. Để sẽ tôi chọn cái hình là cái vòng tròn này đi. Tôi kết xuất ra ha, tôi nhấp vào nút đây kết xuất ảnh ra. Thì bạn kết xuất cái file gì cũng được. Rồi đặt tên lại cái file kết xuất tôi là export đi ha. Đây. Tôi kết xuất ra cái vô đây. Rồi cái dòng thứ hai là cái dòng mà bạn chọn loại định dạng ha. Bạn hãy chọn định dạng gì cũng được. Đây có định dạng ảnh PNG hoặc là JPG, định dạng PDF, định dạng của cái phần mềm Adobe Illustrator là phần mềm đồ họa tương tự như phần mềm Corel này ha, nhưng mà có hãng Adobe. Rồi thì sẽ tôi chọn xuất ra file ảnh nha, PNG đi ha. Rồi tôi nhấn chữ export, nó sẽ xuất ra cái bản review cho bạn, bản xem trước cho các bạn đó, xem trước cái hình của bạn, sau đó nhận ok. Rồi tôi mở cái được chỗ tôi vừa load lại cho bạn xem ha. Đây cái chỗ tôi vừa load, tôi đặt ra export đây ha. Rồi tôi mở lên, anh thấy chưa, đây là file ảnh tôi mới vừa kết xuất ở đây, file PNG. Rồi tôi đóng đây. Rồi video này chỉ có vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.